anh đăng ký anh gửi xe đó. Vô anh đăng ký gửi xe trong đó luôn. Chạy thẳng vô trong luôn. À. Tôi gửi chìa khóa xe lại nha. À. Cho đăng ký gửi xe tháng sáng mai mới gửi được, sáng mai anh kia anh tới mới gửi được, nhanh mà mập.